Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Lucy. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một tựa game kinh dị tên là Man Nơ Canh. Ok, vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé. Well, the store isn't at all what I pictured. Excuse me, but it shouldn't matter if I bought these clothes 3 months ago. So curse you, and this store as well. Hả? Chúng ta bắt đầu game bằng việc chúng ta bắt đầu công việc bắt đầu game bằng cái việc là khách hàng chửi rủa chúng ta. Ê, 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 ê. Cần phải kiểm tra cái tủ điện ở phía sau. Bây giờ mới gần 9 giờ tối thôi. Chào em. Nuột thế nhở? Chào em. Chuyện gì xảy ra vậy? Mày đứng yên đấy nhá. Cái tủ điện ở phía đằng sau à? Cửa này bị khóa. So electric doors are out too. I forgot the master key at the desk. Ê, chúng ta phải quay lại cái bản lễ tân để lấy cái chìa khóa cho cái khu vực này các bạn ạ. Ai à, còng thế nhỉ? Chúng ta phải liên tục nhìn nó các bạn ạ. Nhảy múa rồi nó mới giết mình các bạn ạ. Đây rồi, đây rồi. Mày không dọa tao được đâu. Đóng cửa vào. Ok. Vẫn không được các bạn ạ. I'll leave through the exit back here. Someone else can fix this tomorrow. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Té thôi, té thôi.
Ôi kìa, sao sao lại thoát rồi. Chúa ơi, đây là nơi nào vậy? Đây là the back room. Chết rồi. Đây rồi các bạn ơi, lối thoát này rồi. Ây à, ui, ui, tôi chết rồi. Ơ, may quá nó biến mất rồi các bạn ạ. Có lẽ chúng ta phải chạy về phía này chăng? Có hai đường. Ui, chúng ta phải lừa nó các bạn ạ. Chúng ta phải lừa nó. Ôi, đây, exit đây. Đây rồi. Ôi giời ơi. Sao chúng ta lại quay về cửa hàng rồi? À! Ôi. Ok, vậy là game đã kết thúc đấy rồi các bạn nhé. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo và các tựa game tiếp theo. Mình là Lucy, hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh nhé. Bye bye.